mà chúng ta chấp và chân dương chấp đam từ lừa mùa vụ thì đồng bí đại dương sắc xa chân tôn cho mùa năng IPv6 adressi và đại nực không IPv6 adressi nhất chấm nói đại dương sắc xa tập ốc miên phòng bay chấm nói và đại topic title bởi dương cứ IPv6 adressi đại dương objective cứ chấm nạp vừa ca an vọt và từ lừa cạp kể từ lừa cái đồ chơi cạp bánh chay này cả phá phá từ IPv6 address schema đại topic title từ tìm mối kỳ dựng về ông bị bằng hà để tạo tôn cho mùi đằng IPv4 hay dựng thuê ca bình dụl ta đồng lời ca xâm rạp IPv6 addressing và IPv6 address representation cứ dựng thuê ca bình dụl ông bị là biết mình không ca đại dương cũng nó từ lưỡi IPv6 address nên ta dùng ta xe bây giờ mạch và nó cứ được không chụp lại TP chụp lại T7 cứ dùng về ông bị bộ phết rồi bỏ IPv6 và chẳng những thua ca bệnh thiệp và rồi viên bộ phết IPv6 nó không bằng anh lĩnh vực address và dùng sắc xa ông bị và GUA và GUA hay năng LLA và chẳng tệ tôn chúng mình GUA cứ vì mà việc bình thà global và unicast addressing và hai đang mới tiếp thì dùng sắc xa ông bị link logical addressing static configuration đây bình chứa ông bị đặc biệt là phong ca đại dương ở thua ca configure static global unicast and link local và IPv6 network addressing và dynamic addressing for IPv6 GUA và thưa ca bình dương lộn phi lộn biếp và đại dương thưa ca như config và cho môi nâng global unica address dynamically và tại vì miền tên lợi phía prai prù và tiết tông cho môi nâng topic đi và mối kỳ dương sắc xa phi dynamic address và xâm rạp IPv6 LLA và configure link local address dynamically và IPv6 Multicast addressing và thưa ca cầm nót IPv6 addressing và subnet and IPv6 network và dân thưa ca nghiệp bổng pinh trở lưu subnet muối này IPv6 và addressing skim để dùng ra bà năng và bản chân dân châu đo chúng mạch đọc pi trạch muối cứ dân nghiệp pi IPv4 issue bản chân tiện tôn chỉ mới đăng IPv4 và dừng về trong thức đại sao vì off IP nơi đồng bằng và nơi đồng bằng mùi chủng nốn và đại khi bán thư ca bánh chay từ lời IP những chỉ prime đồng bằng mà từ AO and Meta Arin RIP và APNIC và APNIC hay năng lịch tịch và chẳng hạn nó cứ từ lời một phút lốt cứ thua cả nghiệp bàn chay từ IP nó chỉ trăm đồng bọn và chân dân thua cả và to từ tiết và chân ở đời xa IPv4 nó bị thử run out từ lời address chân dân thử vô cỡ IPv6 và đồng bày thua cả màu trùng nuốt từ lời IPv4 bình và chân ở tiệm tôn chúng mình đang IPv6 cứ dùng miền ở một vài một viên nó là hỗ trợ từ mà rồi mà thay bằng bảy bit address space và đồng bay thuộc ca nghĩa IPv4 này IPv6 và cơ đồ miền ca ru mình châu từ lừa IPv4 để miền ở đang gần lọt chẳng dương thử rồi còn miền màu bị ca nghĩa sinh sinh tiệm và chỉ mỗi nâng ca bằng ca từ lừa internet và chỉ mua nẹp ra ra từ lừa internet hay miền ca cũng hoặc từ lừa limit này IPv4 address space chẳng chỉ bằng hà chỉ mùi năng network address transfer protocol và hay năng nơi ca pra chỉ mùi năng IoT internet of everything và chẳng nơi không phê năng cư miền mô bì ca bình chung của miền tờ cắn và IPv6 bằng thay và và tiếp tục chúng mình IPv4 hay IPv6 và đại vì miền lệ cả là consistent
bạn miền lệ căn consistent này chẳng tên ở IPv4 nâng IPv6 cứ về miền lệ căn nặng consistent bạn từ lưu chất đó ngay lệ căn nặng chú sơ bộ viên ấy. Bạn hãy nâng thua cạp lọc đô nâng chạp dục nâng của màn chân em từ mục tiền chẳng được không nâng cứ sơ thả bàn IETF miền bàn bằng cao từ lưu protocol hãy nâng thu sự nghiệp chú ý từ lưu cả cổ cổ mật đáng hay có miền ca rùi mình chối từ căn ca pra từ lưu IPv6 và xâm rạp rùi mình chối từ lưu phải chế cao bình chí có ai thua ca bánh chay từ nông bay category và tí mối cư dual stack đại ủng hộ cơ tổng ốc rùi mình chối rùi mình ca nghi IPv4 hay nâng IPv6 protocol stack và đại vì nhìn đẹp cả nạc rùi mình chối kìa và mối chức cư xương lĩnh cư chìm vị trí sáng mũi để xâm rạp bỏ prae và rồi có cả các ca đất chính chúng rồi có cả phát đồ nó có đồng biến IPv6 market nơi lớ IPv4 này vừa và trong trận bạch nhất cư được của các thang được trong ngày mục tiết system đầy bằng cả mọc cáo ý và hai chìa mình miên cả lại đại cầm nọt từ lửa IPv4 thì chẳng thời tầm miên cả cầm nọt từ lửa IPv6 sắp tay mà đó được không ca để dùng để pra tiện thông chứa mùi là IP chẳng viên miên ca rùi mình châu được hàng cái này IP và V4 Packet Translation và ca bỏ prái và phần ta dựng được nóng dựng ở trong bạch bỏ phẻ thì dựng đoàn thà dual stack tunneling link translation và chẳng đi vượt address translation học sức bùn gọi thà nịch nát học bùn đại an hình nhạc ao y ca pra từ lửa IPv6 và ủng hộ từ lửa ủng hộ xâm lập của ca từ mình nó và chứ mỗi nâng ca an hình nhạc ao y mình ca pra chứ mỗi kinh nghiệm đáy từ IPv4 và chứ mỗi nâng ủng hộ IPv4 đòi pra nâng bỏ prae và anh đang hãy ra technique simulate để thà vì mình lại cân nạp hạt hết cho nên nát lấy IPv4 nâu tunneling cứ thua ca bỏ prae từ lưu ca phát đầu nữ khảo ra chúng mình khảo ra với chúng mình lấy IPv6 và hai nâng tua tại tua và tua tại bàn pra chúng mùi khi phong đài nâng nữ cần lại nơi chia đồng rời ca và hai nâng chia cô nón tua tại cái đó là cái này trên thư IPv6 communication tại bàn màu phí phục hút tất cả tương tài và chứng dương châu đo chúng ta đọc phí trực phí dương sức xa phí IPv6 addressing và representation và ca một hai cơ đối với tạm cảm ra để thông chúng mình đang IPv6 IPv6 address từ việc thật được trong trường format và từ rồi một hình bảy bit nên không có quái để dựng cho xe nên không tùm rúng và quan cố đọc ra mùi và quan cố đọc ra mùi chắc IPv6 address cứ viên mình miên ở ca và căn nơi ở xo tôi ở xo thông tê dựng ai pra bàn tên ở xo tôi rứt qua ở xo thông chứng dựng ảnh miên của bạn nên không ca để dựng xe thắng thời ta ở xo tôi không ở xo thông gì chứng mê ta ở xo nó cứ xùm lại lợi ấy xùm lại cho lưu một quan cố đọc ra mùi để dựng dùng viên mẫu bằng cá từ chia IPv6 và được free miền than được không tùm rung là biết được không ca để dùng từ C IPv6 address nó cứ dùng tàng đòi dùng bảy tùng và cùng bảy tùng chắc miền than ấy x muối x phí lâu đòn bảy đòn group x nhiều muối nhiều muối từ miền buồn và miền than buồn hay xa decimal value và chân group x trong óc từ miền buồn và IPv6 cứ mùi ốc tất và cứ cái thả viên mình nên chỉ là cái nào official trong pra xâm rạp ca bệnh chết tất cả segment này đọc rồi mùi bịt và xâm rạp for hexadecimal value và example và xâm rạp ưu tí ho xâm rạp IPv6 address nơi không ca để viên pra tự lưu trong đồng format và anh chẳng là cái từ dường miền vì toàn mùi ODBA và anh ấy sâu anh ấy mùi anh ấy buồn tổng cho nó cũng bày lòng anh ấy cũng bày lòng và trong cái mình phòng đáy từ miền bày đài anh ấy cứ biến từ phòng ca để dừng xế bàn tay nhưng khởi nghĩa này phòng ca để dừng được xế nó cứ chia từng rúng và
hexadecimal để dựng được xây này. Bàn chân chạy tôn cho mình đăng ca xử máy như lo IPv6 cứ dựng được xây muối và glit đau sầu mê thà trong căn này vừa xin chỉ dựng được xây chạy bởi thà số 1AB dựng dựng ai ta xây 1AB số mà chăm mạch đặc thì và số cùng 4SO và dương ai cho xe cắt đầu cùng 4SO tàn đòn SO vì là cùng 4SO vừa sông sông trong mặt đạn sông đá mặt đạn thì và E sông sông pi đòn cho nên dương xe E sông 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 AB dương ai cho xe AB cho tê tới cái đăng thần được hàng một bò viên cứ sông pi đòn này và sông cỏ nông tu nịt tin nông ca để dương apply được gọi là what và cứ dùng para zone S mình nên chỉ trailing zone S thì và đại viết và tu bây giờ chấn address một viết cứ dùng ở phía chia thùng rùng và đôi chia đấy dùng xây chạy máu xây đôi chấn và chắc anh ấy bị miền zone bị miền bận zone là zone bay đón cho thì chấn dùng đặt là zone và thì kết dân dùng dùng đua là zone chết khi nâng tiền bắt đã tiền và người ta dương bắt đã tiền chuyển nguồn đòi chuyển pi bình chẳng do à cái lấy người dương chuyển nguồn đòi sẽ double talent để xây chia từng chuyển pi cái lấy nhầm chẳng dương để xây chia cho mình chia chuyển nguồn chuyển pi và đại dương ai para para sum lập chuyển nguồn đòi là single bảo bì này chẳng nên không ca đại dương để xây tôi cho tha pi bon mũi odb zone zone mùi 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 zero và chân dân 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 IPv6 address type miền tham phục hết rồi bỏ IPv6 cứ dân bày đá và cứ unique khác mà dịch khác năng any khác cái lại những cư viếp tùy bì ở IPv4 và chân viếp tùy bì ở IPv4 và nâng trong chân mấy những cư viếp tùy trái chân mấy cái lại any khác mùi thề tại nâng trong IPv4 thì dân bà từng lỡ broadcast mình và từ lưu broadcast và chẳng biết là biết mình đôi từ lưu IPv4 tế IPv6 admin broadcast đấy thì và chẳng chung bây chì dần năng cả đói cứ viêm IPv4 cứ viêm group note on off mà thì khẳng và đại miên ca rung mình chố và đôi khi cho nên là tập hồ và đưa lưu là tập hồ và chẳng như mình unique khác mình mà thì khác nâng anh khác và và dân cho đó IPv6 prefix length và tiết tông cho mỗi nâng prefix length từ thua ca viên quy trực ca xâm đáy đòi slack và notation đòi dân pra từ lửa ca bằng 2 indicate đơn thông bằng lại phát sân đây đi vô phát sân nấy và ca pra từ lửa IPv6 address và IPv6 prefix length rèn cho pi zero là hậu đò rồi ngọc hình bày và chẳng chi lệ cả nạn nông ca pra prác IPv6 từ lèn bỏ phía được không lén cứ chỉ tu tới kê xung đáy đòi cục hết mũi kê đã thả xa học buồn và là xa prefix bỏ phía này hay nâng interface ID và anh ấy prefix ý bây giờ dễ chọn tới viết mà nâng nịch vật ID và đọc bê interface ID viết mà nâng hot ID chấm viên thuộc cả bài chạy smart anh ấy xâm lập IPv6 và trong cái đó ta là biết về thông ca ta sẽ có những miền bảy tổng và tổng này cứ phần này chẳng nói buồn tổng hay cái này buồn tổng nhưng chẳng thật là buồn đòn này và viên miền lại cả nạ kháng strong là thông ca pra thật lửa học sự buồn bit interface ID và học sự buồn bit ID dừng kịch mới tức là mình tích tế học sự buồn interface vì thông chiến và anh ta ID bảo vệ nó bị thông chiến bỏ IPv4 bà này
Ipo IPv4 vi miên là 32 bit đi. Đó pe ani vi miên rohot đọt 64. Chăng vi lơh đằng mạn đọng vi lơh chrau. Ba pô vi miên rohot đọt 64 tụng nai binary. Chăng trong cái này vi miên 64 tụng binary nưng hay vi thưa ao vi miên tụm hồng thông. Ba nưng trong cái này prapra tới lơ mixer. Ba chăng vi miên thật ở trong IP mock network. Ba vì miền stake lấy address và đây vì miền là chi auto configuration và đây prapra từ lời 64 bit từ lời interface ID và hãy câu vi ban bằng cao từ lời subnet để miền là khả năng nghi sử dụng cả bằng cao chúng ta phục vụ này và miền là subnetting easy by và miền là easier to create and manage chính miền là không ca để bằng cao subnet bởi vì nó cứ như nghi sử dụng IPv4 bàn tay bởi dương mơ mềm tén mơ tới riêng là nhẹ nhàng tại sao vì mơ khuyên trởn đọc về dương mơ khuyên chùm luôn lên bó vi trởn khuyên sai len bó vi trởn nhưng kết thắng hẳn à, phải chia lòng bài tâm bất ổn thì bà vì sửa chiếm IPv4 IPv4 mình chạy bít mình miên xây xây bàn tay xâm rạp nâng không IPv6 ạc chạy ạc mình chạy ạc mình bố rô bít đi bà khó khăn nha cái này nhận. Và ประเภทใน IPv6 unique address và vì mà đôi chờ lơ IPv6 device thế và chẳng vì miền từ lơ single address và miền thà vì miền assign than mối IPv6 cứ address bảo biến từ miền pi miền thà miền pi unique address và thì mối cái hai thang global unique address đại diện từ sẽ thà GUA và chẳng lý từ vì bà miền đẹp cả nạn đôi chân năng public IP rồi bỏ IPv4 đại miền global unit và đại vế xung rắp thuộc cao chọn và nhận thông đồng từ căn router address link local address LLA và tâm rơi ca xung rắp role và role IP vì xích bản ảnh nhát ao ưu bộ cầu nâng cao pra pra từ lưu ca thông đẹp thông đồng chứ mùi nâng ưu bộ cầu xinh xinh nơi khả năng bình đáng lọc hồ linh tại mùi và LLA cứ viêm mình đồng rời từ lờ router thế miền thà routable và biết tụi bây thà mình miền chốt được không routable hay nắng ca cầm lọc và cầm khoán và xâm rạp từ single link chấn IPv6 unique address chấn viêm global unique link lọc hồ lục bếp cái dùng cơ slack rồi ngọc bình bấy và am specify address slack ngọc rồi ngọc bình bấy unit lực hóa dùng cơ xe slack phần là những cái slack phần bản slack phần vì màu biệt là pi xoay con phần chẳng pi xoay con phần mà nó rồi ngọc bình bấy bình đài cái này chẳng vì inbox cho lời IPv4 bản chẳng biệt là inbox lên ban châu rùm và châu rùm bằng cọc và chùm mùi nâng IPv4 và a note about the unit local address và xâm rạp nó trong IPv6 unit local address vì dùng phở phía rèn một viên từ SC00.2.2/ và bằng tất cả SDAS.2.2/ bằng và cái này những cái chỉ tùm rung play tạm bất vì miền xôn và xôn tầng ọ phần tái dùng tất tự lượng các ba lo vì nên cứ tệ tôn cho mình là IPv6 unit local address tại miền rán chấp vì AC xôn xôn để vì trên bí slack phùm bầu và anh ấy thú tất cả AD và AD trên vì trên bí slack phùm bầu và đem vì miền lệ cả nạn và hàn mình muốn tình ứng OAC một con một người đọc phùm bấy private address nấy IPv4 phần tái vì miền hiếp trẻ lẹ nên nghiêm khiêm khó khăn từ unit local address miễn bàn prapras xâm rạp local addressing và chứ mùi nâng cái ta sai và rất có rô viêm ca cầm nọt chứ muốn lấy nơi sai unit local address vì ai bàn prapras xâm rạp ủng cầu và đây mình thọp và nâng thọp
trời ca access từ lư và lịch vực sinh thì bạn hay là cái nào unique local address từ viên mình miền global lý rau thịt tế rưu mới có việc translate và tờ căn global IPv6 address và nâu chẳng vì miền miền đi sai để bàn pra từ lư private nature và này OAC mà còn một hệ đồng bay address gì và đại chi ở thống sầm tư căn sầm vật hiếm rừng mới có cà lẹ và từ lư bản đan đại bàn màu pì cái ta security đi nghĩa là hàng pay lấy sầm vật hiếm chấm bỏ và đại chẳng lấy viên năng bản thay mình không cà phà phà này và ULA và và tiếp trong chương mới năng IPv6 gateway và từ IPv6 global unique address và GUAS và biết cứ chia tiếp chỉ tụ tử này tiếp ai cái gì mới tại chương mới năng routable nơi lơ IPv6 internet và tiếp chỉ tụ tử và từ GUA mới chương mới năng và 3-bit miền tha chỉ muốn nâng first 3 bit và lấy 001 tất cả thu và 000 chơi pi chỉ pi là bảy và nó cứ pi về cột bảy và anh người pi về cột bảy anh người điểm bảy và đại thưa ca chấp đam a sàn và đại chỉ tu tư nâng nông ca đại prophet ban chi u e nó cứ viên thưa ca chấp đam chỉ muốn nâng pi si mò pi rồi mới có bảy một và rồi có e bảy đó và đi e và từ e hay là bảy và chẳng lý cứ chỉ muối từ lửa cùng bảy thì e và muối slash cùng bảy muối slash ti cùng bảy này cao tha IPv6 address rộng spec bao bì chẳng là những cái miền này bao bì này muối số số muối để cao tha rẻ bao bì trên bị phần màu hay là hậu đó bấy bấy cái cửa này và đại kỳ ta sẽ tàn đi và đại kỳ ta sẽ tàn đi vì và sẽ tôn chúng môi nâng IPv6 address type bằng tó từ IPv6 GUA structure rồi cho nên xong quán lấy GUA và chứng global routing prefix và sẽ tôn chúng môi nâng khiếp chia sẻ global routing prefix cứ chỉ prefix mới này này network và person và robot asset than đại diện ai phá ra nâng ca bán chạy và có đôi chia common ISP và tờ ao ATH chuẩn mới rất có sai mùi và chỉ tư tư global routing prefix cứ via asset để lỡ coca robot ISP subnet ID subnet ID cứ chia subnet ID field cứ chia đồng bằng mà đại rồi viên global routing prefix hay năng interface ID và trong việc bàn chạy trên nhịp tí nhưng khi mình không có 4 bit smart và tiếp theo chúng tôi năng subnet ID cứ trở bàn phá ra xong là tôi cả điệp chăm năng cùng nọt từ lưu subnet nâng nóng sai rồi bỏ về interface ID và nâng nóng IPv6 interface ID cứ viên miền đại cảnh smart tên nâng hot person và lấy IPv6 IPv4 address và nâng nóng cái ta strongly recommend bỏ về nét và nâng nóng khe slash lock slash hốc sổ buồn subnet và slash hốc sổ buồn subnet và đấy viết ra bàn bà bà chứ mùi nâng ca bằng cao tờ lửa hốc sổ buồn bit in v2 đi và chẳng nâng nóng IPv6 tại vì anh ở nhà tòi ca bà chúng mỗi nâng role sôn này ở trái họ nâng cư vi ác sàng chắc căn đi vài mùi role sôn e thẳng ốc này ở xài ở thán nâng thua ca như trở lọc và thua ca trở lọc bàn một tí sập nét ID nó tớ cái ta any khác ở trái và đại viết chấp dốc ác sáng tí router mùi và lại nhé
bạn chẳng chạy tôn cho môi đến IPv6 LLA chẳng rõ là IPv6 link the call address là dùng tôi sẽ kata LLA cứ việc bạn là nhạc hỏi ủ bộ cò mũi thuốc ca thuộc nền nấu cho môi đến IPv6 và cho môi ủ bộ cò xin xin tiết đại thân ức nông link cho môi kia và này sắp nẹp và packet cho môi đến prop hộp mũi cho nâng tức đại này LLA đại ai để vì miền chấp năng cho lửa rào vô vị chất rô IPv6 từ vì an ninh nhà và ta ao giờ bản đá và miền nam bản đá nhìn phải nâng trời đường miền LLA bạn về trong tới ở LLA nó nguy bây giờ về trong biết mà nâng before gateway biên được nó nâng vì ọt về khá vì ọt pra biệt thà before gateway vì ọt thở biệt thà linh dọc khó là thầy bình chúng là linh đọc call address nên cứ smile từ những default gateway và xong cái chuyện là những cái lỗi dương con tăng tha LLA đến này room như vậy mà chúng này room được bao LLA cứ smile từ những default gateway đại vì thừa ca nghe ai gì muốn bàn thì bất đó nè bàn chúng person ba LLA mình bàn thừa ca nghe để dùng mình bàn conversation manually thế tạo gì được phép chúng group đi qua những óc video automatic bằng cách đòi LLA rùa mùi để thật là nông rèn AI 80 chạy phí sẵn đọc rèn cho nên phải xoay vào bọt kìa phần ta bất vì miền học buồn này là vì học buồn này và rồi bỏ LLA rồi bỏ IPv6 chẳng là những cư dân miền LLA address và routing protocol mistake để căn LLA router đi LLA address link bằng cái này mùi chúng người ta bị ai thuộc cài nghe cái loại nghe lấy mùi chẳng lấy mùi lắm về sự điện cái đằng này chẳng bằng cái đẹp riêng bình thì router từ từ ban prapra LLA lấy neighbor router to send routing update talk you LLA và off early router add the default gateway chẳng LLA từ smart từ đằng default gateway cái loại này chẳng dừng ao giờ chụp bạc từ lời tròn chụp lại LLA này không IPv